Nếu bạn muốn sống yên ổn thì phải tránh 12 điều kiêng kỵ trong thế giới tâm linh, tán gia, bại sản. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thế giới tâm linh luôn chứa đựng nhiều điều bí ẩn mà con người không thể khám phá hết. Theo đó, người xưa và các chuyên gia tâm linh cũng đưa ra một số kiêng kỵ nhằm tránh rước họa vào thân, mang lại sự an yên cho cuộc sống. Vậy chúng ta cần kiêng kỵ những điều gì để cuộc sống được an lành, không gặp tai họa rủi ro? Kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để tìm ra câu trả lời. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích không cãi nhau vào buổi sáng. Một điều nhịn là 9 điều lành nên tránh cãi nhau vào sáng sớm trước khi xuất hành hay vào những ngày đầu tháng hoặc đầu năm. Vì cãi nhau được cho là điểm xui xẻo, hung hại, ám vận vào bản thân trong suốt 30 ngày trong tháng. Đêm ngủ nghe tiếng khóc kỳ lạ của trẻ em. Đêm ngủ mà nghe thấy tiếng khóc kỳ lạ của trẻ em mà tiếng khóc cứ liên tục. Khi trời sáng, tìm một cây lớn ở gần đó, khắc tên và ngày tháng sinh âm lịch của mình lên đó. Lau gối 3 lần sau khi gặp ác mộng. Đừng nghĩ là chuyện đùa, nhưng khi gặp ác mộng, thay vì lau mồ hôi trên trán đầu tiên, bạn phải cầm ngay chiếc gối của mình lên và thổi 3 lần. Sau đó, dùng tay lau gối 3 lượt, lật gối lại rồi mới ngủ tiếp. Tuyệt đối không kể cơn ác mộng của mình cho người ngoài gia đình biết. Cách chọn nơi ở mới. Khi chuyển nhà, bạn nên dẫn theo một chú cún hoặc một em bé dưới 3 tuổi đến thăm ngôi nhà mới. Sau khi đến ngôi nhà đó, nếu chú chó đi khắp nhà, vẫy đuôi, hoặc bạn để em bé trên sàn mà đứa bé vẫn tự bò, tự chơi, điều này cho thấy nơi này là nơi tốt lành. Còn nếu chó không muốn vào, liên tục sủa hoặc em bé kêu khóc thì cho biết nơi này không nên ở lâu, nếu không mọi việc sẽ không thuận lợi. Cẩn thận tuyệt đối khi mở cửa nhà sau 3 ngày đi vắng. Khi bạn ra khỏi nhà 3 ngày hoặc trên 3 ngày, ở đây nói đến khi mà trong nhà không có người, khi bạn trở về nhà không nên rút ngay chìa khóa và mở cửa. Trước tiên, bạn nên gõ cửa mạnh 3 tiếng, sau đó đợi khoảng nửa phút rồi lại gõ cửa tiếp 3 lần rồi hãy mở cửa. Sau khi mở cửa, bất luận là ban ngày hay ban đêm, bạn đều nên bật hết đèn và các phòng lên khoảng 2 phút lại tắt đi. Không trả lời khi chưa biết rõ ai gọi. Khi bạn ngủ, nếu nghe thấy âm thanh lạ gọi tên mình, bạn không nên trả lời mà phải kiểm tra thật kỹ lại xem có người thật không. Nếu có người thì trả lời, nếu không thấy người thì nhất thiết không được trả lời. Nếu bạn trả lời thì phải cắn ngay vào đầu ngón tay giữa cho rỉ máu. Nếu cắn không được thì dùng một chiếc kim chích cho máu rỉ ra một chút. Rửa bát ngay sau khi ăn. Sau khi ăn cơm tối nên có thói quen rửa bát ngay. Sau khi rửa xong cũng không nên để đọng nước ở trong. Không nên hỏi tại sao vì những điều đó không thể hỏi. Không mang ô dù khi ở trong nhà. Nếu không cần thiết, đừng bao giờ chọn mua loại ô đen hay trắng để sử dụng. Đặc biệt, không bật dù khi ở trong nhà mà phải xếp gọn gàng và cất vào một góc. Hơn nữa, đừng bao giờ đưa võng nếu không có người nằm trên. Khi thường xuyên gặp ác mộng. Nếu như bạn liên tục gặp ác mộng hàng đêm hoặc đều mơ những giấc mơ giống nhau, lấy một quả trứng gà, một miếng ngọc sáng để bên cạnh gối. Không hát khi đi đêm. Trên đường đêm muộn về nhà, tốt nhất không nên hát. Có người cho rằng hát lên sẽ cảm thấy mình can đảm hơn, nhưng thực ra không phải vậy, nó chỉ bộc lộ ra sự cô đơn và sợ hãi. Giống như câu cá, bạn thở khí ra là mắc câu vậy. Bạn có thể hút thuốc hoặc tự làm mình tức giận lên. Không treo nhiều gương trong nhà. Trong nhà không nên treo quá nhiều gương, đặc biệt là phòng ngủ. Người phụ nữ rất dễ phạm sai lầm, gương tốt nhất nên treo ở nhà vệ sinh. Cẩn thận khi đi xe khách. Khi ra khỏi nhà mà phải bắt xe khách, nếu vừa hay nhà bạn có một em bé dưới 3 tuổi, nếu em bé lên xe mà kêu khóc, bạn nên xuống xe ngay, quay mặt về phía đông niệm 10 lần. Hoặc là khi bạn đi xa cần bắt xe khách, nếu như bạn là nam,
khi lên xe phát hiện toàn nữ mà vừa vặn lại có 7 người. Chuyến xe này bạn không bao giờ nên đi. Một nữ, 7 nam cũng vậy. Thất dị, vị phi, thất sát, 7 người khác nhau, 7 nỗi đau. Đi thăm người ốm, không mua lê. Không bao giờ được mang những quả lê làm quà khi thăm người bệnh trong bệnh viện, vì đây là một biểu hiện liên quan đến sự chia lìa, chết chóc. Nó cũng là rất xấu khi đó là những bông hoa có màu đỏ, đặc biệt là hoa hồng đỏ, vì điều này có nghĩa là máu huyết. Nhiều nền văn hóa châu Á khác cũng tin rằng việc gửi tặng hoa hồng đỏ sẽ gây ra sự chết chóc. Màu sắc hoa tốt nhất khi bạn tới bệnh viện thăm bệnh nhân là màu trắng và màu vàng. Ngoài ra, cũng không được tặng quà với số lượng 4, vì số 4 có âm thanh như cái chết. Nếu bạn muốn mang quà khi đi thì nên chọn các loại bánh kẹo hoặc sô-cô-la. Quý vị thân mến, thế giới tâm linh thì luôn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà con người chưa thể khám phá hết được. Thế nên, người xưa thường nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cho nên, các bạn cũng nên lưu ý những kiêng kỵ này để cuộc sống tinh thần luôn vui vẻ, an yên. Bên cạnh đó, 35 điều mà chúng tôi sắp chia sẻ sau đây tưởng như bình thường, vô hại, nhưng bạn cũng nhất thiết phải tránh để không gặp phải bất trắc trong cuộc sống. 1. Đi đường nếu gặp tiền lẻ hay những vật dụng cá nhân của người khác không nên lượm lại, dù là mục đích gì. Theo các nhà tử vi học, thông thường một số người đang gặp hạn, người ta giải hạn bằng cách vứt bỏ những vật ấy xem như vứt bỏ cái xui của họ. Nếu mình nhận lấy thì sẽ lãnh lại của họ. 2. Trong nhà có người chết vì treo cổ thì khi lấy tử thi xuống phải lấy sợi dây đó đốt ngay. Đây là câu chuyện có thật. Nếu nhà nào đó có người treo cổ chết nhưng không đốt sợi dây đó thì một năm sau cũng nhà đó có người chết treo cổ cũng ngay tại vị trí ấy. Chính vì thế đó được coi là sợi dây oan nghiệt. Nếu không đốt thì nó vẫn cứ quẩn quanh trong nhà đó và cứ mỗi năm thay phiên nhau chết. 3. Nếu đi đám ma, lỡ người qua cổ ấy có xinh gái hay đẹp trai thì không được khen, vì nếu khen thì họ sẽ đi theo mình. 4. Người khác tuổi với người chết trong lúc động quan hoặc hạ huyệt thì không được dòm, dù là người thân, vì như vậy sẽ làm cho người chết khó siêu thoát. 5. Ban đêm không được đánh son môi, làm mặt rồi đi ngủ, bảy hồn sẽ sợ chạy mất. 6. Rớt đồ xuống sông phải nhặt lên, nếu không là bị mắc đằng dưới. 7. Người nào có tang, khăn tang trong người thì không nên tới nhà những người bạn hay người thân vì sẽ lây cái tang và đem đến điều không may mắn. 8. Sau khi an táng, trong vòng 1 tháng, ban đêm có ai gọi tên mình thì tuyệt đối không được trả lời, không được mở cửa, không được thư gửi. Thông thường người chết vì quá thương tiếc người thân của mình nên về bắt người thân đi theo. 9. Buổi tối không được 5-10. Buổi tối không chơi 5-10 hay còn gọi là cút bắt, trốn tìm sau 10 giờ, bởi theo coi bói nếu đi chơi, xui xẻo sẽ bị ma đấu. 10. Đi ngủ cũng vậy, cái đầu không được hướng ra đường hoặc ngủ quay đầu vô bàn thờ, bởi có hai lý do, một là đầu hướng ra đường, đó là tư thế nằm của người chết. 2. Là khi ngủ, hồn của ta xuất ra, nếu hướng ra đường thì hồn của ta sẽ đi luôn ra đường. 11. Không mặc đồ trắng quá 12 giờ bởi dễ bị vong theo. 12. Không phơi đồ ngoài sân vào ban đêm bởi nếu không, các linh hồn lang thang sẽ bị cám dỗ, gắn bó với quần áo và ám vào người mặc chúng. Hơn nữa, sẽ bị sương gió ngoài trời thấm vào và gây bệnh. Việc giặt và treo nên được thực hiện khi có ánh mặt trời vì chúng rất có lợi. 13. Không được gõ chén khi ăn, bởi theo kinh Phật, người ta quan niệm rằng khi ăn mà gõ chén sẽ gọi ma tới. 14. Không bao giờ được mang những quả lê làm quà khi đến thăm người bệnh trong bệnh viện, vì đây là một biểu tượng liên quan đến sự chia lìa, chết chóc. 15. Không tặng quà với số lượng 4, vì số 4 có âm thanh như cái chết. Nếu bạn muốn mang quà đi thì nên chọn các loại bánh kẹo hoặc sô-cô-la. 16. Chưa ăn, không được để đũa trên chén, vì giống cúng người khuất mặt. 17. Tránh huyết sáo vào ban đêm, bạn có thể đi bộ và cảm thấy hạnh phúc. Khi đó, bạn có thể bắt đầu một cách vô thức huyết sáo theo một giai điệu. Theo những người lớn tuổi, làm như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những linh hồn lang thang, sau đó bám theo bạn về nhà. 18. Không chải tóc lúc nửa đêm. Quan niệm của ông bà ta khi chải tóc lúc nửa đêm là chải cho ma xem. 19. Trước khi cúng, không được ăn vụng. 20. Không mua bán đinh vào ban đêm,
các bạn cứ thử vào 7 giờ tối tới tiệm tạp hóa mua đinh, đảm bảo chủ quán sẽ không bán. 21. Khi đi vào nơi có mồ mả, không được nói bậy. Cho nên, thường đi thanh minh hay tỏ mộ, người ta kỵ không cho con nít theo, vì con nít còn nhỏ thường hay thắc mắc, tò mò, đôi khi lại nói bậy. Người lớn cũng vậy, khi vào nơi mồ mả cũng không nên nói bậy. 22. Không ngủ chung mèo đen, bởi nó sẽ không cho hồn bạn nhập vào xác bạn. 23. Không soi gương chải đầu trên xe, bởi bạn sẽ mang lại sự rắc rối cho nhà xe và tất cả người trên xe. 24. Không lật mình cá. Tài xế, người đi biển, nếu bạn để ý thì họ ăn cá như sau. Ăn xong một bên mình con cá thì họ rút xương con cá lên, ăn tiếp, không có lật mình con cá. Vì lật mình con cá như vậy, những người làm tài xế, thủy thủ sẽ có điểm cỡ, lật xuồng, lật xe, lật tàu. 25. Đừng bao giờ thế thốt hay hứa hẹn với người đã chết rồi không làm. 26. Khi đi dự đám tang về nên hơ người bằng lửa ấm, thay quần áo và hạn chế tiếp xúc với trẻ nhỏ. 27. Với các bạn nữ vào những ngày ấy, không nên đi đến những nơi linh thiêng, xem bói và không nên qua lại trước bàn thờ. 28. Những ngôi nhà bằng gỗ khi có máu, cả người hay động vật bám trên thân gỗ thì nên thay đổi hoặc không nên ngủ gần đó. 29. Ai đã lầm lỡ phá bỏ thai nhi con mình thì hãy đặt cho bé cái tên và đem lên chùa gửi. 30. Nếu trước nay chưa cúng cô hồn bao giờ thì do không có điều kiện thì không cúng luôn, chớ nên cúng rồi lại bỏ. 31. Đặc biệt với con gái, phụ nữ nên hạn chế để quần áo ngoài trời vào ban đêm, đặc biệt là đồ nhỏ sẽ mắc duyên âm. 32. Vào ban đêm tránh soi mình dưới mặt nước. 33. Thực hiện làm ăn hay làm những việc mang tính chất đại sự nên xem ngày để tránh nhằm vào ngày tam lương, nếu không mọi chuyện sẽ tan nát, bất thành. 34. Có câu chim sa cá lụy, thế nên gặp những con vật trong hoàn cảnh đó không nên chiếm hữu nó và đem về nhà. 35. Kedà là nơi hội tụ âm khí, ma quỷ rất thích những chỗ như vậy, cho nên kỵ đứng, ngồi, nằm, trốn ở đó. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.